chúng ta có một cái sự chuẩn bị. Yeah. Chuẩn bị đây là chuẩn bị về mặt con người, yeah, tiền bạc, yeah, cũng như là có những cái phương pháp động viên, bởi vì không phải cái gì thì bằng tiền cũng phải làm được. Yeah. Tôi là một trong những cái đơn vị không có lớn mà mình cũng tự đánh giá, mình hiểu biết về lĩnh vực. Yeah. Tôi đã trả giá cho cái việc là không thực hiện một cách nghiêm túc, yeah, cái bước ở cái việc đánh giá và có một cái lộ trình chuyển đổi hiệu quả. Ừ. Thế cho nên là cái việc mà chú trọng là Employee Happiness Experience thì là một trong những cái từ khóa mà hy vọng anh chị có thể capture lại, có thể chụp lại để sau đó là chúng ta là có thể nghiên cứu, tìm kiếm và research thêm hoặc là tham gia các cái khóa đào tạo để học thêm về cái việc đó. Và rõ ràng để mà xây dựng một cái trải nghiệm nhân sự hạnh phúc ấy, thì công nghệ nó có nhiều yếu tố, nhưng mà công nghệ sẽ là một trong những yếu tố key, yếu tố cốt lõi để xây dựng cái trải nghiệm đó. Nhân sự hạnh phúc thì sẽ làm cho khách hàng hạnh phúc, và khách hàng hạnh phúc thì sẽ mang đến công ty hạnh phúc. Dạ, chính xác. Mọi người đang nhìn nhận cái việc triển khai chuyển đổi số đó là một cái thước đo cho cái sự thành công của doanh nghiệp của họ. Các cái chủ doanh nghiệp hoặc là các cái cấp ban lãnh đạo của doanh nghiệp nên trải nghiệm, tại vì họ sẽ thấy được một bức tranh nó tổng quan hơn. Thông thường thì họ sẽ thấy được cái vạch đích, còn cái việc mà cái vạch xuất phát nó nằm ở đâu và từ cái vạch xuất phát tới vạch đích nó có những cái rào cản, những khó khăn gì thì gần như là mọi người sẽ không lường trước được khi mà bắt tay vào thực tế và bắt tay vào trải nghiệm. Những cái lo ngại của khách hàng ạ, và em thực sự tin cái câu chuyện là việc là mình sẽ tập trung làm cái sản phẩm tốt và luôn luôn có phần cho mình ở trong cái thị trường này. Những cái niềm tin đấy nó giúp bọn em đi được cái chặng đường trong 6 năm vừa rồi, và những thành tựu nhất định là luôn tập trung vào câu chuyện về việc là phải làm một cái sản phẩm đủ tốt, đủ để cạnh tranh sản phẩm với các giải pháp quốc tế, là dù là sản phẩm Việt hay là Make in Việt Nam hay gì chăng nữa thì nó phải tốt anh ạ. Thế là việc là luôn luôn chúng ta tự hào với cái niềm tự hào của dân tộc, nhưng nó phải thực tế. Nếu mà mình thực sự gắn cái sứ mệnh của mình vào cái sứ mệnh phục sự cho doanh nghiệp thì là mọi người nhìn mình thế nào.